của Gen Z chả biết gì, đó chính là Gen Z Game Show. Và bây giờ thì mình xin mời những khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Thành Tất, hiện tại là một diễn viên, là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Khiết Đan, hiện tại mình là diễn viên và là người sáng tạo nội dung trên cá đèn tại mạng xã hội. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tín Nguyễn, mình là diễn viên, cũng là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và là dancer. Xin chào mọi người, mình là Gon Bin, mình là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Nhật và mình giống các bạn. Dễ thương. Xin chào tất cả mọi người, mình là Jackie và mình là một ca sĩ. Hello. Yeah. Trò chơi đầu tiên là trò chơi mặc quần không dùng tay. Khiết Đan, quá cố lên. Em dẻo quá, cái này làm được. Không, không sao. Em cho. Trời ơi, tôi đấu với cô sao? Cô mà đấu rồi, ok nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đang ơi, Đang ơi, đúng rồi, Đang ơi. Trời. Nhưng bây giờ kéo ra quay một vòng coi. Ok, ok. Rồi, có thằng trước. Người tiếp theo, chọn người tiếp theo nè. Anh Thành, tụi em không, em biết là đương nhiên là em sẽ năng động hơn, nhưng mà vấn đề của quần này của em nói ra. Em nghĩ là ngày năm sau. Em thấy cái quần này nhanh lên. Để giờ tôi coi coi các bạn Thành Tất này nè, lên được cái lưng quần không, các bạn ơi. Đó, hôm nay Huỳnh Nhật mặc cái quần này có vẻ là thuận lợi hơn mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng không bị không nản chí, không nản chí đâu. Anh Thành là thùng rỗng kêu to. Rất sắc bén và hỗn. Và 3, 2, 1 bắt đầu. Xoạc anh Thành ơi, xoạc xoạc đúng rồi. Ok, và kết quả đã rõ thì đội xanh hoàn toàn chiến thắng trong trò chơi này. Cái gì? Ủa gì vậy? Ủa con lên rồi mà. Bây giờ sẽ là trò chơi tiếp theo. Trò chơi được sử dụng rất nhiều kiến thức, rất nhiều não. Bên đối thủ có một người không có kiến thức nhiều. Ai? Bên chúng tôi có. Trời ơi, kiến thức. Ai? Bên chúng tôi có. Trời ơi, kiến thức. Em rớt cái gì nè Đan ơi? Kiến thức sao? Cái gì? Não đó. Gắn vô đi. Cái đó là ốc heo nè. Ở bên đây chúng tôi có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ở đây đủ luôn. Không có gì. Đúng là thùng rỗng kêu to. Quan trọng là lại một lần nữa, một lần nữa rất sắc bén và hồn. Quan trọng là bên đây chúng tôi có những chiến binh lớn tuổi. Là chắc kỳ. Rồi anh sao? Không, anh sao anh lớn tuổi mà trải nghiệm anh nhiều. Đúng vậy. Đâu? Lớn tuổi. Bà có gì tự nói về bản thân. Tôi không có gì, tôi có ngoài sự tự tin. Đừng và ngoài hình. Sự tin tưởng và đồng đội của tôi. Ngoài hình. Cái chữ ngoại đi ra chữ. Ngoại hình. Ok, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ có 10 câu hỏi ở tất cả các loại kiến thức khác nhau. Và có cả hóa học. Ở đây ai là học sinh giỏi? Ai đâu? Một mình gom bên thôi à? 16 là học sinh giỏi. Không có gì mà 16 năm vậy bà nội. Nếu có thua là do quên thôi. Là giỏi chưa? Nếu mà với một học sinh giỏi mà thua trong cái game này thì là... Sao? Tôi tự tin tôi là một học sinh học không giỏi nhưng áp dụng thực tế tốt. Yes.
rất thực tế. Đúng. Nếu như với cái lời khẳng định của con Biên mà họ đi chơi trò chơi mà con Biên thua thì chính con Biên là rỗng kêu to. Trả thầy trả cô. Chính lời nói của Beo đã giết chết đồng đội của mình. Đúng. Nói nhiều quá, gọn lại đi. Rồi ok nha. Hai bên sẽ tu xì. Ai thắng á là sẽ được quyền chọn đi trước hay đi sau. Ok. Tập trung vô. Rồi, ai đi trước? Đi trước đi. Người thua đi trước hay đi sau? Chắc kì đi trước. Vào phần chơi này thì em cứ trả lời đúng hay sai thì đồng đội em sẽ là người phải chịu cái kết quả đó. Tự nhiên giờ thấy trách nhiệm nặng nề quá, nhưng mà nói chung tôi nghĩ rằng là vậy nè, với một cái người mà đã có một cái sự trải đời nhiều, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không có phải thua thiệt gì trước những cái câu hỏi của chương trình. Và Thành Tất, Khiết Đan, em nghĩ gì về đồng đội của mình? Em có tin tưởng vào đồng đội của mình không? Tôi nói thẳng là thật sự là tôi cũng không tin lắm đâu. Hỏi. Nhưng vẫn không. Cái lời nói của tôi sẽ là cái động lực để anh chứng minh rằng lời nói của tôi là sai. Tôi còn phải đang thuyết phục bản thân tôi. Hỏi. Bà hỏi đi. Tôi chỉ nói đơn giản một câu như thế này là mong hai người nhớ kỹ giùm tôi quả báo nhãn tiền. Những gì các bạn làm ngày hôm nay thì hãy nghĩ đến những cái hệ quả về sau. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngày hôm nay không tới về sau. Đúng vậy. Đây chỉ là vòng đầu thôi, 30 chứ phải là Tết nói ngắn ngọt vậy thôi, thật sự. Ủa là quá ngắn. Con gì sinh ra đạo đức đã không tốt? Con lừa. Chính xác. Hoa gì luôn ở phía sau? Hoa à, Xếp. Đáp án là hoa hậu. Cho tôi nói nghe một xíu đi. Ta đứng sạch được rồi, không cần phải ôm đâu. Ông ôm mà ông đưa cái mặt ra cho bà này bà bắn. Diệp, ai nấy gánh đi. Anh nên diễn phim ngôn tình, hiểu không? Anh. Ủa? Sẽ đỡ đạn cho em. Nam nữ mà. Cá gì biết làm toán? Cá từ cá cộng, cá trừ, cá nhân, cá. Mẹ này sao khó quá vậy ta? Một nhát thôi nhiều quá gì. Hãy nghĩ đơn giản nhất nha, đừng làm quá vấn đề lên. Toán ra. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4. Cây nhang càng đốt càng ngắn, vậy cây gì càng đốt càng dài? Cây chưa chăm đốt. Chính xác. Yeah. Oh my god. Giỏi lắm. Cái gì? Em đúng là tài năng, em đúng là thiên tài. Rồi, được 2 câu. Ok, tiếp theo. Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh. Thành phố nào giáp với biển? Biên Hòa. Bắn. Tây Ninh. Ủa? À. Ủa mẹ, Biên Hòa gần thành phố. Tây Ninh. Ủa Tây Ninh có biển á, Tây Ninh có muối. Muối là có biển, có muối. Muối là không có. À. Giáp Lào có bắt nguồn từ nước Lào hay không? Không. Chính xác. Trời ơi, tôi gặp tôi là tôi đó có. Trời. Mừng quá. Tôi ổn mà, tôi có cố gắng mà. Rồi, đây là một câu hỏi liên quan đến hóa học. Nguyên tố nào có ký hiệu là AU? Cái gì đó? Nhôm. Không phải nhôm, không phải cái đó anh ơi. Bắn. Anh nói ra nhôm cái thiệt cho ta xỉu ngang 3 ngày quá. Cái gì anh? Nhôm là AG. Vàng. Em cũng nghĩ nó không phải nhôm. Nhôm là nó vàng rồi. Hãy điền vào công thức toán sau. Thấy mẹ chưa, công thức toán kìa. Toán lên, xét nét lên. Độ dài bán kính đường tròn bằng chấm chấm độ dài đường kính. Độ dài bán kính đường tròn bằng 1/2 đường kính. Chính xác. Yeah. Trời.
Trời 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 trời. Câu này là câu nói nghe nè, nói nghe. Từ từ giây phút này em mới đánh giá cao anh nè. Đúng vậy luôn. Rồi. Kìa kìa. Đó. Nghe nè, cũng đừng có chảnh quá còn nữa, còn nữa. Một trong hai đáp án nha. Kính lúp là loại thấu kính gì? Lồi hay lõm? Lõm. Bắn. Lồi chứ. Đâu kính lồi. Kính lúp nói lồi. Em nhớ nó thì chắc em coi ngược hay sao. EQ là chỉ số dùng để đo thông minh, sáng tạo hay là cảm xúc? Thông minh, sáng tạo. Có ba cái và chọn cái. Ủa vậy hả? Hết giờ. Sáng tạo. Cảm xúc bắn. Sáng tạo là EQ. Sai, thông minh. EQ là cảm xúc. À, emotion. Emotion. Ok, đó là vùng nguyên một câu hỏi của Jackie. Và Jackie đúng là 4 5 6 5 4 5 6 Cái bánh trong miệng này khỏi năm. Trễ xuống là bộ câu hỏi này là một bộ câu hỏi rất khó. Các kia chị trả lời được 4 trên 10 là thông minh lắm rồi. Ừ. Hả? Vậy là em chỉ còn 5 là em thắng. Ừ, em cần 5 là em thắng. Năm là thắng. Ok chưa? Và em nghĩ là xác suất em có thể chiến thắng là bao nhiêu phần trăm? Em khiêm tốn rồi, em có là 5 thôi. 5 là được rồi. Ba khỏi. Con gì sinh ra đạo đức là không tốt? 1. Con lừa. 2. Em phải bán lại này một cái. Ở câu hỏi tiếp theo, 5 giây tiếp theo. Hoa gì luôn ở phía sau? 1 2 Hoa hậu. Chính xác. Hai câu đúng rồi. Hai câu đúng rồi. Chưa. Câu hỏi số 3, cá gì biết làm toán? 1 2 3 Cá tính. 4 Đây nãy nó nghe ở trong hay sao? Thề luôn, ông kia bật lớn banh nóc luôn. Ok nha. Không. Rồi. AirPods Pro đó nó coi vậy chứ nó không có cách âm hoàn toàn. Bà nội. Rồi. Tiếp theo. Câu hỏi số 4. Cây nhang càng đốt càng ngắn, vậy cây gì càng đốt càng dài? Cây gì càng đốt? Bấm rồi. Chúng ta đã huề. Khoan, 30 chưa phải là Tết, giờ đi. Không, tôi thấy Tết tới nơi rồi. Thật sự. Dép Lào có bắt nguồn từ nước Lào hay không? Không. Chính xác. Yeah. Dép Lào bắt nguồn từ Ai Cập. Liên quan đến kiến thức hóa học nha, nguyên tố nào có ký hiệu là AU? Vàng. Người có học có khác. Trời ơi. Mình nó không còn suy nghĩ luôn. Điền vào công thức toán học sau đây. Độ dài bán kính đường tròn bằng chấm chấm độ dài đường kính. 1/2 Tôi từ bỏ nha, tôi không muốn. Kính lúp là loại thấu kính gì, lồi hay lõm? Lồi. Chính xác. Yeah. Làm như nãy ai trả lời ta chứ bé. Nãy ai vừa thấy nặng dai phải không? Sao? EQ là chỉ EQ số là chữ E đúng không? EQ là để đo chỉ số thông minh sáng tạo hay chỉ số thông minh cảm xúc? Cảm xúc. Chính xác. Emotional. Trời ơi. Hết chưa anh? Hết. Trời ơi. 10 trên 10 luôn không? 10 trên 10 á. Trời ơi. Đội thua sẽ phải làm theo một cái yêu cầu của đội thắng. Thua là quê lắm rồi, đó là một cái trừng phạt nặng nhất. Nặng nhất rồi. Không có gì nặng hơn nữa đâu. Mời đội thắng nghĩ ra một hình phạt cho đội thua. Dạ, để giữ công bằng cho đội của em và đội bên kia thì em thấy là Jackie cũng đã có hết sức, cho nên là em muốn Khiết Đen và anh Thành cầm súng bắn Jackie cho đến hết mực. Nó làm chia rẽ tình đồng đội, nhưng em mong á là Jackie không có nghĩ xấu về chúng em. Tôi đã nghĩ xấu rồi. Đây chỉ là một trò chơi tình bạn mình còn cả đời. Nước. Đúng rồi. Nhà mình còn cả đời nữa sao? Như đây chưa đủ sao? Thôi bắn đi. Có. 3 2 1 bắn. Cầm cái biển lại. Là có được từ trường.
ác quá à, đừng nữa. Cái hình phạt này nè, ác quá à, đừng nữa. Cái hình phạt này tôi không thể nào chịu được. Ác quá à, cái hình phạt này nè, nó ác lắm luôn á chứ. Đừng nữa, nó không chịu được cái hình phạt này đâu. Nó ác, nó tàn. Nó còn còn... Theo chấp nhận tiêu dùng đi, trời ơi trời. Đừng có bắt tụi em làm những hành động này nữa. Trời ơi, nó sẽ mang những cái hệ quả gì. Đang làm ác, thật sự. Không phải chơi game này nữa. Ê, quay quay, cho tôi có cảm xúc đi. Là từ đầu nha, tôi nói trong trái tim tôi là tôi chỉ bắn vô cái lỗ tai hoặc là một cái bụng nhất định thôi. Nhưng mà tại sao tôi càng bắn tôi càng hưng phấn nha. Tôi càng muốn bắn tôi càng hưng phấn. Hưng phấn mày nó giỏi. Hưng phấn hai là hứng khởi. Hưng phấn hưng phấn. Hưng khởi mà hưng phấn. Bà hưng phấn. Thật ra sáng nay Jackie đã make up 2 tiếng. Đúng rồi. Rất kỹ luôn, lớp nào nó là mình luôn. Thôi cho Jackie phát biểu đi. Cảm xúc lúc này. Đồ ác đâu. Đồ tàn nhẫn. Thôi nè, chung trời. Ông cũng đập chung chương trình. Hồi nãy rõ ràng em nghe bên đây kêu ngưng rồi. Nhưng mà vẫn cứ dừng lại đi mà. Ờ, không phải biết tại sao không? Cái tiếng la thét thần của anh Thế Thành của chiếc kỳ á, làm em không nghe được cái tiếng của ba đâu trước thì em ngủ luôn. Nhưng mà người ta có nói có câu, có chơi có chịu. Có nói có chịu. Phe lay. Đó chứ là bản lĩnh của đội của tôi. Hay đó, quá. Thấy không? Nói nghe nè. Đừng nói nhiều. Đội xanh có hài lòng về hình phạt của mình hay không? Lòng em đã quá đã hài lòng. Cái lòng em tuy hài lòng nhưng em thấy rất là tội cái Jackie, em không ngờ đồng đội mà lại làm như vậy. Và em mong rằng trò chơi tiếp theo em rất là mong rằng trò chơi tiếp theo đội em sẽ tiếp tục thắng và em sẽ đưa khí đen vào cái vị trí của Jackie. Tụi tôi đâu phải những búp bê bằng nhựa. Nhưng mà chương trình biết không, nhờ như vậy tôi mới biết được mặt người. Em ơi. Em ơi. Trời, cảm thấy là cái sức sống em nó tiềm tàng vô cùng. Và chờ đó tôi sẽ phục thù. Chắc kỳ sẽ trở lại. Không. Và cũng như xưa. Lấy phục tao anh đi. Lấy phục tao anh rồi đi. Em giờ không còn gì nữa trơn.